Kính thưa quý vị, trong kho tàng truyền cổ tích Việt Nam, nhân vật Thạch Sanh luôn là hình ảnh biểu trưng cho lòng dũng cảm và trượng nghĩa. Tương truyền xưa kia Thạch Sanh được sinh ra trong một gia đình tiều phu ở Cao Bình. Vì có công bảo vệ dân làng nên Thạch Sanh được lập đền thờ ở Đống Lân. Hiện chùa Đống Lân, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng có ban thờ Thạch Sanh. Hình ảnh hiện thân của bao trai tráng dũng sĩ là biểu trưng cho truyền thống thượng võ, tính cách của người vùng cao, thủy chung, trọng nghĩa, vẹn tình. Lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Thạch Sanh, bài hát Huyền tích Thạch Sanh, sáng tác của đạo diễn, nhạc sĩ Trần Trung đã được ra đời để những nhân vật anh hùng được lưu truyền mãi, không chỉ trong thơ ca, chuyện cổ tích mà còn cả trong âm nhạc. Tiết mục này sẽ do ca sĩ Gemma Nguyễn, thạc sĩ thanh nhạc tại Nhạc viện Alfredo Casella L'Aquila tại Italy biểu diễn cùng vũ đoàn Lavender. Kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Huyền tích Thạch Sanh. Ngồi giam cũng chẳng mang, một mình trong hang tối tăm.